Vâng, xin chào tất cả các anh em đã muốn kiếm tiền online. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một con app chúng ta chơi game, chúng ta có thể kiếm với tiền PayPal. Đây là một tiền loại tiền quá quen thuộc với anh em kiếm tiền online rồi. Cái tiền PayPal là chúng ta có thể rút về ATM, đổi ra thẻ cào, đổi ra thẻ Momo nha. Đó, thì chúng ta ngoài việc kiếm cái đồng PayPal, chúng ta có thể kiếm các đồng gift card của Google. Chúng ta có thể đổi để mua các app, chúng ta có thể đổi sang cái quân huy của Liên Quân này, kim cương của FIFA. Có rất đây là một cái loại tiền cho anh em làm mà tham gia kiếm tiền online. Thì đây là một trong web kiếm đô PayPal là chính cho anh em làm kiếm tiền online. Và chúng ta có thể thì khi mọi người muốn chơi, mọi người sẽ bấm link tải cái phần mô tả video, hoặc là mọi người có thể lên Shop Play, mọi người gõ cho mình là cái ứng dụng này này. Đó, mọi người gõ cho mình Roya đây, Play này. Mọi người thanh mở lên cho mình nhá. Khi mọi người đã tải xong, mọi người mở lên cho mình. Mọi người sẽ update nha, tại vì mình sẽ update luôn đi. Rồi, mình đã nhận được, nếu mà mình xem một cái quảng cáo, mọi người sẽ nhận được 432k tiền vàng nha. Tiền vàng là để chúng ta mua cái máy bay, xong rồi trong lúc chúng ta ghép cái máy bay, chúng ta có thể kiếm được PayPal cho mọi người nha. Nên mình khuyên các bạn đi ấn collect để chúng ta kiếm vàng. Rồi, sau khi xem quảng cáo xong, mọi người x đi cho mình. Đó, chúng ta nhận ngay là 40, đó, rất là nhiều luôn các bạn ạ. Chúng ta nhận được ngay là 474k vàng rồi. Đó, thì để mọi người rút được, để các bạn nhập code để các bạn nhận đô, để các bạn unlock bổ rút tiền ấy. Phải nhập code thì các bạn phải unlock bổ rút tiền nha. Thì bạn muốn vào hình hộp quà cho cho mình, các bạn bấm vào cho mình. Đó, ở cái phần input input code này mọi người sẽ bấm vào cho mình. Mọi người sẽ mặc mã cho mình là cái mã trên này này. GACZ3EH nha. Mình sẽ viết trong bề bình luận, xong các bạn chỉ việc viết lại, các bạn copy cho mình nha. Các bạn sẽ copy, các bạn ghi ra tờ giấy, các bạn dán ở đây cho mình, các bạn ghi ở đây cho mình này, là các bạn sẽ nhận ngay là khi bạn get là bạn sẽ nhận ngay là được 2 đô nha, và chúng ta sẽ unlock được một số tiền. Các bạn không chờ, các bạn sẽ không unlock được tài khoản đâu nha. Rồi sau khi đó, thì sau khi các bạn nhập mã thành công thì bạn sẽ nhận ngay là được 2 đô nha các bạn nha. Bạn sẽ nhận được ngay là 2 đô nếu mà các bạn nhập mã và các bạn unlock một số tiền nha, collect này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đã unlock một trong một số tiền rồi cho mọi người nha. Đó, đây nó hiện thị trên này này, 2 đô này, PayPal này, mọi người sẽ bấm vào PayPal xem nào. Nha, để rút tiền các bạn bấm phần redeem cho mình nha. Mình rút ở đây là 2 đô cho mọi người nha, 2 đô và 100 đô gift card. Mình sẽ bấm vào phần 2 đô này. Đó, đây là nhiệm vụ để bạn nhận được 2 đô này. Các bạn sẽ đăng nhập 7 ngày. Đó, và game bạn đặt level và bạn đạt cái game là đạt level 40 và cái máy bay của bạn đạt level 40. Thì tí mình sẽ hướng dẫn bạn cách để đạt level 40 và máy bay đạt level 40 cực kỳ là dễ dàng luôn các bạn ạ. Các chị bỏ bạn chỉ quan trọng là các bạn đăng nhập 7 ngày này thôi là các bạn sẽ rút được tiền nha. Rồi, mình sẽ x đi này. Sẽ bỏ qua này. Cái level là trên này này. Đó, mình đạt level 3 rồi. Và máy bay của mình đang là ở số mấy nhỉ? Số 3 rồi nha mọi người nha. Máy bay của mình đang đây là level 4 này, đang chạy này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mua con máy bay để mình ghép vào, để mình nhận được các cái, trong lúc mình ghép thì chúng ta sẽ nhận được ngay là cái đồng PayPal, nó sẽ rơi ra và nhận được cả cái gift card của con PayPal này, của con đó. Trước khi vào chúng ta sẽ đến phần free thế này nha. Chúng ta sẽ chọn một ô bất kỳ. Đó, chúng ta nhận ngay là một đô của bên CS Play. Chúng ta x đi. Bây giờ chúng ta sẽ mua ở đây này, chúng ta bấm đây để mua này. Mình sẽ mua rất nhiều. Chúng ta bấm vào shop này. Chúng ta có thể mua thêm này. Đó, nếu bạn tham gia nhiệm vụ ở đây, khi bạn xem cái này bạn sẽ nhận được ngay là các cái đồng đây nha. Đó, mọi người xem quảng cáo với mình. Cái phần này mọi người có thể tự tìm hiểu. Đó, bạn cần ghép máy bay này vào. Đó, bạn cứ ghép máy bay vào cho mình nha. Xong rồi tự động nó tự lên level nhá, bạn thấy không? Đó, nó cộng XP trên này nha. Tiền thì rất là nhiều rồi, tiền thì các bạn lấy dễ cực luôn đấy. Sẽ ghép thật nhiều vào. Tôi ghép lên tận level 40 nha, tí mình sẽ ghép lên level 40 cho anh em này. Level 4 này. Rồi, chúng ta nhận ngay là, chúng ta phải xem một video quảng cáo nhá. Rồi, sau khi bạn xem quảng cáo, bạn sẽ được cộng ngay là 4 đô vào đây nha. Đó, mình vừa xem quảng cáo và mình đã được cộng đô vào đây rồi.
Đó, bây giờ mình sẽ mua thêm máy bay này. Đó, mình ghép vào. Bây giờ đang level 4 rồi nha. Để mình ghép này. Rồi, level 3 rồi. Level 3 bây giờ ghép vào một cái level 4 này. Level 4 ghép vào cái level 4 này. Lên level 5 rồi cho anh em nha. Bây giờ mình sẽ ghép này. Ghép đơn giản lắm anh em, ghép cái level 1 và cái level 1 này. Đó, chúng ta mua thêm này. Cái vàng này chúng ta xem nó tự chạy nha. Con này nó chạy được một vòng là chúng ta sẽ được cộng vàng rất là nhiều. Nên trong gian chúng ta mua rồi, nó tự có lại thôi. Rồi, đây là level 6 rồi. Chúng ta sẽ đâu còn phim. Chúng ta nhận ngay là 1,12 đô PayPal. Rồi chúng ta xem một quảng cáo nha anh em nha. Rồi chúng ta nhận được 1,12 đô PayPal. Đó, trong cái quá trình ghép chúng ta phải nhận được thêm cái đồng, các cái đồng PayPal nha. Mình nghĩ là kiếm mấy đô PayPal trên đây là cực kỳ là dễ luôn mọi người ạ. Đó, đây là một cái app mà chúng ta không cần tiền nó hết mà chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều. Và cái tiền Google Play mình kiếm cũng rất là nhanh. Mình rút thì mình nghĩ là chúng ta có thể kiếm trong vòng một tuần chúng ta đủ min rồi. Là một tuần ta có thể kiếm được 5-10 đô. Tại vì nó bắt chúng ta phải đăng nhập 10 ngày, à 7 ngày thì chúng ta mới rút được tiền. Chúng ta như hoàn thành nhiệm vụ. Rồi, ta nhận được ngay là không phải àm. Đó, lại nhận thêm 0.93 nữa nhá. Mình lại phải xem quảng cáo nữa rồi. Còn này, cứ phải nhận tiền là cứ phải xem quảng cáo rồi anh em. Rồi, mình đã kiếm ngay là được 1,12 đô PayPal rồi nha mọi người nha. À, nó vừa cộng vào mà mình quên mất. Rồi, mình sẽ xem thêm, mình sẽ ghép tiếp mà. Trong quá trình ghép thì chúng ta có thể nhận được thêm nha. Rồi, đây là level 2 rồi, ghép nó nhanh hơn anh em ạ. Có anh em thấy mình lên level 5 chưa? Mình sẽ ghép nhanh cho anh em này. Mình sẽ ghép một lúc xem có rơi ra tiền không. Mỗi lần ghép vào máy rung. Hộp quà anh em này, hộp quà cho mình, bấm vào hộp quà cho mình nhá. Rồi chúng ta sẽ nhận ngay là 0,71 đô. Còn mình sẽ ít đi, mình sẽ quên mất. Mình cũng không thích Google Play lắm, mình chủ yếu là PayPal thôi. Mình quên phát đấy, mình cũng nên bấm click tại vì kiếm đây rồi. Mình sẽ collect này. Rồi, tiền đã cộng vào rồi. Đó, có cái hộp quà nữa anh em đang trong cái quá trình chơi hộp quà nó bay qua thì anh em sẽ bấm vào hộp quà ra nhận thêm tiền nha. Cái level 6 này, lên level 7 mình sẽ còn phim. Mình sẽ nhận ngay là 0.94 đô PayPal luôn. Cực kỳ là ngon luôn nha anh em nha. Rồi xem quảng cáo có 10 giây thôi. Anh em sẽ cùng mình xem quảng cáo này nha. Đó, thì đơn giản thôi. Mọi người sẽ tải app về và chúng ta sẽ nhập mã unlock 4 số tiền, xong rồi chúng ta chơi và chúng ta kiếm thôi. Đó, 2 đô rồi nha anh em nha. Cực kỳ là nhanh luôn, chưa đến 5 phút anh em ạ. Bây giờ lên ghép khá là nhanh. Anh em thấy mình ghép nhanh không? Quá là nhanh luôn. Nhưng mà chơi quen tay rồi thì chết rồi. Chờ cái này level 1 rồi. À, trong cái quá trình anh ghép anh em có thể bỏ ra cho nó chạy nha. Nhưng mà mình cứ thích ghép lên thôi. Rồi, phải collect thôi anh em ạ. Rồi, chúng ta ít quảng cáo đi, chúng ta sẽ cộng tiền. Rồi, đó, thì trong quá trình anh em chúng ta chơi, chúng ta vừa lên level nhá. Chúng ta vừa kiếm được PayPal, chúng ta vừa kiếm được Google Play. Mình sẽ bấm vào một quà này, à, nó cũng chẳng có gì nữa rồi. Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành ghép máy bay thôi. Lên level 8, còn phim. Chúng ta sẽ nhận hay là 1,17 đô PayPal nhá. Collect luôn. Đó, kiếm tiền chúng ta sẽ bỏ ra 10 giây để chúng ta xem thôi. Đó, thì đơn giản là anh em trong quá trình anh em chơi chúng ta vừa kiếm PayPal, chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ luôn và chúng ta sẽ tiến hành rút thôi. Đó, thì hình như đã có người rút thành công rồi anh em nha. Anh em cứ yên tâm chơi cho mình. Đó, rồi đến ngày là 3 đô, kiếm 3 đô trong vòng 10 phút cực kỳ là dễ dàng luôn nha anh em nha. Đó, thì anh em sẽ tiến hành tải về cho mình. Đó, xem một redeem này.
Mình đã có min, mình đã đủ min rồi, nhưng mà chúng ta sẽ gì đây, 72 giờ mình sẽ đó. Thì khi mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ có mục withdraw đây, chúng ta sẽ tiến hành nhập MI với vàng ra và bấm withdraw là tiền nó sẽ về thôi nha anh em nha, kiếm tiền cực kỳ là dễ luôn đó. Thì anh em sẽ tiến hành tải và giúp mình nha, chúng ta sẽ tiến hành kiếm tiền và sau từng giờ đây anh em sẽ bấm vào hộp quà để chúng ta kiếm tiền thêm tiền nhá. Đó, mình sẽ mang con máy bay của mình ra đây bay, chúng ta sẽ kiếm được tiền này đó, anh thấy không đó. Rồi clip mình cũng xin dừng đây thôi, anh em thấy clip này hay thì đăng ký kênh, bật chuông để nhận những video sắp tới nhất nha nha nha. Bye, hẹn gặp em ở clip sau.